Chào mừng quý bạn đã quay trở lại với số thứ hai của chương trình Talk Show Căn nhà đầu tiên cùng Trần Minh Bất Động Sản. Sau cái số đầu tiên phát sóng thì nhận được rất nhiều những ý kiến đóng góp phản hồi của quý các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý bạn rất là nhiều. Hôm nay thì tiếp tục cái số thứ hai, và hôm nay là một cái vị khách mời cũng vô cùng trẻ, vô cùng đẹp trai, chưa có người yêu, chưa có vợ. Đấy, nhưng mà đã mua được bất động sản rất là sớm. Vâng, khách mời hôm nay của tôi là bạn Ngô Quang Dũng. Em không phải ca sĩ anh ơi. Xin lỗi các bạn, đây là Ngô Quốc Dũng đúng không ạ? Vâng, đúng ạ. Dũng có thể nói giới thiệu qua một chút về bản thân mình được không ạ? Vâng, xin chào anh Minh cũng như là tất cả anh chị em khán giả đang theo dõi chương trình Ngôi nhà đầu tiên của Trần Minh Bất Động Sản. Mình là Ngô Quốc Dũng, sinh năm 90, năm nay cũng tròn 30 tuổi. Thì thực tế thì mình cũng biết về anh Minh thì cũng khoảng 6 năm rồi. Anh em cũng tương tác rồi, anh Minh cũng hỗ trợ giúp đỡ mình rất là nhiều và rất là vui ngày hôm nay anh Minh có mời mình đến chia sẻ với chương trình. Đó thì mình có thể chia sẻ một chút về bản thân, đó là mình cũng đang làm trong ngành bất động sản. Mình đang làm bên chủ đầu tư Vinhome. Hiện tại thì mình đang làm trưởng phòng kinh doanh và đang phụ trách bán các dự án bất động sản Vinhome tại Hà Nội. Nếu như anh chị có nhu cầu, có bạn bè, người thân thì có thể giới thiệu contact cho mình ạ. Tranh thủ quảng cáo. Tôi có quảng cáo thêm cho em tôi rằng là nó chưa có người yêu. Vâng. Các bạn thấy rằng là một cái bạn trẻ 90, một cái thế hệ mới, bây giờ là thế hệ 2000 đúng không? Nhưng mà tôi là 8X này. Đấy, thì các em 90, tư duy hoàn toàn khác, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ và khám phá xem là cái căn nhà đầu tiên của cái bạn trẻ xem 90 thì như thế nào. Ok, thì sau khi mà nhận lời mời tham gia chương trình thì em đã có chuẩn bị nào, đã có trong cái đầu em đã suy nghĩ thế nào về căn nhà đầu tiên? Khi mà nhận được cái lời đề nghị của anh cũng như là một vài cái phác thảo về nội dung chính thì em cũng nghĩ ngay đó là cái bất động sản cũng giống như các cụ ngày xưa mình hay nói là an cư mới lạc nghiệp. Thì đó cũng là một cái điều mà em nghĩ rằng không chỉ anh em mình là con trai mà tất cả mọi người trong đất nước Việt Nam, thậm chí trên thế giới này đều quan tâm và đều mong muốn sở hữu những cái căn nhà đầu tiên sau khi mà ra trường đi làm. Đó thì đó là cái mà em nghĩ rằng tất cả mọi người đều quan tâm, và cái điều mà căn nhà đầu tiên đấy nó sẽ để lại cho anh chị em mình rất là nhiều cảm xúc về những cái về trong tương lai, là những cái câu chuyện, là những cái kỷ niệm. Trước khi đi vào sâu cái căn nhà đầu tiên của Dũng thì vì em đang làm trong chủ đầu tư rất là lớn, chủ đầu tư Vinhome đúng không? Vâng. Và Vinhome là một trong chủ đầu tư rất là lớn để bán rất nhiều các cái loại bất động sản để ở. Thì hiện tại thì em đánh giá nhanh một chút về cái thị trường nhà ở thì như thế nào trong tình hình hiện tại? Thị trường nhà ở thì em cũng chia sẻ thêm với anh đó là trong thời gian vừa qua thì anh mình cũng biết đó là nền kinh tế nói chung của thế giới cũng như Việt Nam đều bị ảnh hưởng rất là nặng nề bởi dịch Covid-19. Không ngoại lệ thì thị trường bất động sản Việt Nam cũng như là Vinhome nói riêng thì cũng bị ảnh hưởng rất là lớn trong cái việc dịch bệnh như vậy. Tuy nhiên Vinhome vẫn là một trong những điểm sáng với thị trường hiện tại, vì hiện tại như hàng tháng bọn em bán tổng các dự án ở thị trường Hà Nội vẫn xấp xỉ trên dưới khoảng 1.000 căn. Chứng tỏ đó là các khách hàng cũng như là mọi người đang cũng vẫn có một cái nhu cầu rất là lớn, và đây cũng là một cái thời điểm khá là thuận lợi khi mà dịch bệnh xảy ra rất nhiều khó khăn. Thì bên chủ đầu tư có rất nhiều cái chương trình quà tặng ưu đãi để khách hàng có thể lựa chọn và quyết định đặt mua thời gian này. Như vậy là dịch bệnh này, trong thời gian là dịch bệnh là không ảnh hưởng đến quyết định mua nhà, và với dịch bệnh này nhiều người lại là cái cơ hội tốt để mua nhà để ở đúng không? Dạ vâng. Ok, trước khi mà em vào Vin nào, vào bây giờ là làm trực tiếp cùng Vin đúng không? Thì trước đây là anh biết là anh em mình đã chơi với nhau từ lúc mà em còn làm môi giới nhỏ lẻ bên sàn bên ngoài. Thế họ làm đến đợt đây chưa có gì đúng không? Vâng, cái lần đấy anh em gặp em mình là chưa có gì đúng không? Nếu mà anh vẫn còn nhớ cái đoạn chat với cả cái lần đầu tiên anh em mình gặp nhau ở sảnh tòa T18 Tham City ấy. Em vẫn nhớ một câu nói, đó là em gọi cũng là anh em mình đồng cảm với nhau. Em lấy một cái em vẫn nhớ câu nói, đó là hồi đấy em thực tế chia sẻ với anh, lúc đấy là em vừa mới phá sản cái công ty cũ. Lúc đấy thì đang lúc đấy trẻ thế mà đã phá sản nhỉ? Em ra trường cái em là một công ty triển khai xong khoảng 1 năm thì em phá sản, lúc đấy thì âm khoảng 100 triệu. So với một người mà từ vùng quê lên thành phố như em với cả cách đây khoảng 7-8 năm là một cái điều cũng rất là kinh khủng. Rất là kinh khủng. Thì hồi đấy là em có trao đổi tương tác với anh, đó là làm cho anh đồng cảm với em cũng giống như một thằng em của anh và cũng đang rất là khó khăn từ quê lên thành phố học tập lập nghiệp. Lúc đấy thì em nhờ anh để hỗ trợ trong mảng tư vấn marketing truyền thông ấy. Xin lỗi, lúc đấy anh cũng không nhớ rằng là anh có giúp em cái gì không nhỉ? Hồi đấy thì anh cũng tư vấn cho em rất là nhiều về cái cách làm truyền thông, rồi sau đó thì anh còn giới thiệu. Tóm lại là cũng có ích đúng không? Rồi rất nhiều cái hữu ích cho em. Thế thì sau khi đi làm như vậy thì trước đây như vậy là trước đây em làm lĩnh vực khác đúng không? Dạ đúng ạ. Em quê đâu nhỉ? Em thì ở Ba Vì. Ba Vì, Ba Vì con bò vàng đúng không? Ok. Thế sau đó thì mình lợi như vậy và em làm bất động sản hết từ đấy đến bây giờ đúng không? Đúng ạ. Và một cái người môi giới em làm bất động sản từ đấy đến đây thì đến lúc nào thì em mua cái căn nhà đầu tiên, một cái bất động sản đầu tiên? Thực tế thì em lại là một cái con người mà em nghĩ là cũng có một cái suy nghĩ hơi khác so với đại đa số các bạn trẻ. Đó là đại đa số bạn trẻ đó là sau khi ra trường đi làm tích đủ một lượng tiền hoặc là một phần nào đấy rồi xin các cụ bố mẹ thì sẽ mua căn nhà đầu tiên ngay. Tuy nhiên em thì lại theo một cái trường phái khác. Em thì là một người cũng rất là thích quấn cha giàu cha nghèo.
Dạy con làm giàu của Robert Kiyosaki. Chứ thế là em thì có một cái quan điểm đó là thực tế là bây giờ em chỉ là một mình, chưa có gia đình. Thế nên là em quan điểm đó là dùng tiền của mình để tái đầu tư đã. Đầu tư. Sau đó thì đến khi mà cảm thấy hợp lý, ổn định thì em mới tiến hành việc mua căn nhà đầu tiên. Thế nên nó là từ năm 2013 em làm môi giới bất động sản và sản phẩm của Vingroup thì em cũng chưa có mua căn nhà nào cả mãi đến khoảng 2018. Lúc đấy là không đủ tiền mua hay là mình không muốn mua? Lúc đấy thì em phải chia sẻ với anh đó là về tiền thì ngay trong năm đầu tiên em kiếm ấy, thì cũng rất là may mắn và có bán được một lượng hàng 23, tương đối lớn. Năm 2013-2014, lúc đấy thì cả thị trường đóng băng nhưng mà sản phẩm Vingroup, đặc biệt là dự án Time City bán rất là tốt. Thì em cũng trong diện là những anh em cũng là kỳ cựu bán hồi đấy và có những người giao dịch nhiều. Và về tài chính thì em nghĩ là cũng có thể sở hữu được một căn nào đó. Tuy nhiên đó là lúc đấy thì em quan niệm đó là mình cần phải tái đầu tư vào trong những cái lĩnh vực để mà có thể tiền để ra tiền. Rồi. Thế bây giờ, đến bây giờ thì cái quyết định em thấy là có đúng không? Em vẫn thấy quyết định đấy là một quyết định rất là sáng suốt. Và nếu như có cơ hội mà nói chuyện với các bạn trẻ tầm 18 đôi 10 thì em vẫn khuyên các bạn như vậy. Tại vì lúc đấy thì mình một mình cũng chưa cần một cái căn hộ để mà tận hưởng cuộc sống. Tại vì mình còn trẻ, mình còn chịu khổ được và mình đi thuê. Rất nhiều bạn bây giờ có thể mua nhà, nó thỉnh thoảng chụp ảnh đăng lên, check in lên để khoe hoặc là loại trai. Tại sao lúc đấy lại em không nghĩ thế nhỉ? Em như lúc đầu em nói thì em cũng là có một cái suy nghĩ rất là khác. Giống như anh cũng biết em 7 năm vừa qua thì em mua những cái gì đó thì đều phục vụ một cái lợi ích nào đấy chính đáng thì em mới mua. Rồi như anh thấy em còn không sử dụng đồng hồ luôn. Cả tuần cả ngày em thứ nhất là điện thoại dùng được xem giờ rồi em cũng không có nhu cầu. Tức là mình tối ưu, em nói là mình đang lên tối ưu cái vì mình rất vất vả kiếm cái đồng tiền và mình đang cố gắng là tối ưu cái dòng tài chính của mình làm sao cho hiệu quả nhất. Ngay như bản thân mình ý nói là bản thân mình không đầu tư quá nhiều đâu. Đến tận bây giờ người yêu vẫn chưa có, đúng không? Như vậy là như em nói rằng như vậy anh thấy rằng là cái vậy là cái nghề môi giới nó khá là thu nhập rất là tốt đúng không? em cũng chia sẻ với anh đó là đại đa số mọi người thì đều nhìn vào cái nghề môi giới bất động sản là cái nghề gì đấy rất là hào nhoáng rồi thì kiếm nhiều tiền, sử dụng những đồ hiệu đắt tiền. Nhưng mà thực tế nó chỉ là một nửa của vấn đề. Còn thực tế đó là đằng sau đấy nó cũng sẽ là những cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt, có rất nhiều các cái chiêu trò bẩn rồi có rất nhiều những cái mà mình không nghĩ rằng mọi người lại đối xử với nhau như thế. Tuy nhiên em nghĩ rằng đó là trong cuộc sống mình thì cho dù bất cứ đó là môi trường gì, nó có cạnh tranh khốc liệt đến đâu mà mình ở trong đấy được và mình trải qua được, nghĩa là càng làm cho mình mạnh mẽ hơn, rắn giỏi hơn và trong cuộc sống này mình nghĩa là có sự tự tin trong cái cuộc đời này để mình có thể làm việc, mình để triển khai các cái gì đó trong cuộc sống. Rồi thì quay trở lại cái câu chuyện chính ngày hôm nay đi, chúng ta đang tham gia chương trình là căn nhà đầu tiên. Thì cái bất động sản đầu tiên mà hay là cái căn nhà đầu tiên em mua nó là cái nào và em có kỷ niệm gì với nó? Cái bất động sản đầu tiên em mua thì nó lại là về đất nền cơ, nghe em đầu tư. Tuy nhiên nó là do chương trình ngày hôm nay là về căn nhà đầu tiên thì em sẽ nói về căn nhà ở đầu tiên. Không thì em cũng có thể nói về cái đất nền mà em mua, tại vì thay vì em mua nhà hay ở thì em mua đầu tư đúng không? Thì anh hỏi một chút là cái đất nền em đầu tư đấy thì nó có lợi nhuận không? Cái đất nền em đầu tư thì em chia sẻ đó là em cùng góp vốn với một ông anh, cùng triển khai về trong mảng dự án. Thì đến thời điểm hiện tại thì do tình hình thị trường thì vừa rồi đó là phát triển rất là mạnh về cái khu công nghiệp thì cái đất nền của em có tham gia đầu tư cũng gần gọi là ngay cạnh khu công nghiệp với một vài bệnh viện lớn nên là cái việc cũng tăng giá nó cũng cũng tốt. Đấy. Và còn cái căn nhà mà em mua thì em chia sẻ đó là căn nhà đầu tiên mà em mua để ở thì thực tế đó là ngày xưa thì em ở quê, bố mẹ em ở quê. Thì đến 2017 em bắt đầu em đón các cụ từ quê lên trên đây ở cùng. Vì nguyên nhân là bố mẹ em ở quê thì cũng có hai ông bà thôi. Có em thì lên đây, trên đây thế đi làm. Nhà em là con một Em thì có chị nữa nhưng mà chị em đã đi lấy chồng rồi. Thế là ở nhà có bố mẹ em thôi. Thế là mẹ em thì kiểu hay ốm. Thế nên là em cũng bảo thôi đón bố mẹ lên trên đây để có gì ví dụ như có ốm đau ra viện cho gần hoặc là hàng ngày còn mình nhìn thấy hoặc là bố mẹ cũng biết đó là hàng ngày mình đi làm về nhà vẫn thấy con cái vì cái tình cảm gia đình nó là cái vốn quý. Đó là khi mà em lên đây thì em vẫn xác định đó là em rất là thích ở chung cư. Chung cư này nó có những cái đầu tiên là cho cái đỗ xe cho em đã, đỡ phải đi lại vất vả, ABC này kia, các cái tiện ích. Tuy nhiên đó là bố mẹ em thì không thích lắm. Đúng rồi. Thế nên là bà quê lên thì chắc không thích ở chung cư. Các cụ thì bao giờ cũng phải nhà đất phải thế này phải thế kia. Tuy nhiên là em cũng phân tích rất là nhiều ý. Thế sau đó thì em mới thuyết phục các cụ thôi. Bây giờ là con thuê tạm một căn 3 phòng ngủ trước. Bố mẹ cứ lên đây ở cùng con. Sau đó nếu mà thấy thích về chung cư rồi thì lúc đấy tiến hành mua sau. Thế là sau khoảng hơn một năm em ở một căn chung cư đó. Sau đó thì vô tình hôm đấy em cũng đang đi công việc.
Thế là tự nhiên mẹ em gọi bảo ở đây ở tòa bên cạnh ấy, có một người bán, người ta đang cần tiền, người ta có thể bán với giá thấp hơn thị trường. Thế là ông bà nhà có vẻ rảnh đi. Đấy, lúc đầu em còn chưa ý định giao lưu. Đó, thế là ông bà là tự nhiên là biết căn đó có nhu cầu bán và giá cũng rẻ hơn thị trường thật. Thế là bắt đầu em đang ở công việc thì khoảng 3 giờ là bố mẹ em bảo thôi cứ chạy về, căn đấy người ta đang cho thuê thì về ngó qua. Thế em chỉ chạy về nhà đúng 5 phút và hẹn tối. Cho luôn. Hẹn tối anh chị chủ nhà tới, đó là bố mẹ em thích quá rồi và đàm phán cái giá, thế là tiến hành đặt cọc. Và đấy cũng là một cái kỷ niệm em đi mua nhà rất là nhanh, nghĩa là khi mình tư vấn cho khách hàng thì phải khuyên họ là phải tìm hiểu kỹ mọi thứ. Nhưng cuối cùng đến lúc bản thân mình thì thực tế nó chỉ là một cái cảm xúc. Cảm xúc mua nhà, cảm thấy bố mẹ mình ưng rồi và lúc đấy thì mình cũng không có gì phải lăn tăn cả. Anh nghĩ ở đây anh nghĩ ở đây rằng là cái quan trọng nhất là bố mẹ mình ưng. Anh nghĩ là như vậy, còn em thì nó chỉ là cái người mà gọi là quyết thôi. Thế còn bố mẹ em là người ưng và sau đó thì em cũng đồng ý cho việc mà bố mẹ thích ở đấy rồi. Ở đây có một cái quan trọng nữa là việc rõ ràng em thấy rằng là cái việc mà thuê cho bố thuê ở trước, sau đó thì thấy hợp lý và sau đó thì mình mua, đúng không? Vậy bây giờ là vẫn đang ở đây đúng không? Vâng, bây giờ thì bố mẹ em lại ở đấy nhưng em lại thuê chỗ khác. Em kể câu chuyện này chắc là nhiều anh em cũng sẽ đặt dấu hỏi tại sao lại như vậy. Thì em chia sẻ với anh đó là em thì là một người cũng làm việc là khá là nhiều. Kể cả hôm đêm hôm 12 giờ 1 giờ các thứ em vẫn làm việc, những hôm mà đi với anh em rồi công ty mọi thứ thì về muộn thì bố mẹ em thì cũng có tuổi, đâm ra là cũng khó ngủ đúng không? Khó ngủ đấy là về thì căn chung cư nó rất là gần nhau. Ví dụ như mở cửa nhà mình rồi cửa phòng mình thì bố mẹ cũng ngay bên cạnh. Thế là đâm ra đó là nhiều hôm em về xong thấy lại bố mẹ cũng lại khó ngủ, lại dậy đi vệ sinh thì em cũng thấy là có những hôm mình đi công tác dự án lại đi sớm 3-4 giờ sáng mình lại phải dậy đi rồi. Thế đâm ra em mới quyết định đó là thôi, em quyết định là thuê một căn ở ngoài và ở tiện gần cái dự án mà em triển khai để em đỡ mất thời gian đi lại. Như vậy thì cái việc mà ngay đầu tiên em đón bố mẹ lên để em chăm sóc hoặc là bố mẹ gia đình thì nó bây giờ lại không đúng được rồi nữa. Cái tiêu chí đấy lại không được đảm bảo nhưng mà cũng rất là may mắn đó là khi mà bố mẹ em về đấy, cái quyết định lớn nhất mà bố mẹ em thích mua ở đấy đó là bố mẹ em lại chơi được rất là thân với các bác ở cái 2-3 cái tòa chung cư đó. Thế đó là cái điều mà em cảm thấy rất là thích khi mà cụ đã có bạn chơi cùng. Đúng rồi, ngày trước nó gọi là bán anh em xa mua đắng giềng gần ấy, khi mà có bạn bè nó thân hơn cả người thân luôn đúng không? Như vậy là cái này cho thấy rằng là ngay từ đầu thì ngay từ cái quyết định mua bất động sản đầu tiên, cái bất động sản đầu tiên là cái đất nền để đầu tư không làm gì. Nhưng mà mua căn nhà đầu tiên Dũng mua nhưng mà đa phần là dựa trên cái nhu cầu của bố mẹ là chính. Và quan trọng nhất là bạn ấy mua để phục vụ cho cái việc là gia đình và nghĩ đến bố mẹ, đón bố mẹ ở quê lên để chăm sóc, đúng không? Để tiện chăm sóc. Rồi là để gần gũi gia đình, để có những cái bữa cơm gia đình. Anh nghĩ rằng đấy là một trong những lý do mà anh nghĩ rằng là nhiều bạn trẻ hiện nay cũng chưa làm được, đúng không ạ? Tiện cái câu chuyện của anh nói về kiểu bố mẹ em ở quê ấy, thì em cũng nhớ lại đó là cái hồi mà em biết ấy, nghĩa là khoảng tầm cấp 2, cấp cuối cấp 2, đầu cấp 3 gì đó. Nghĩa là mỗi khi mà nghe tin bố mẹ em nói chuyện với các bác hàng xóm hoặc là anh em họ hàng ấy, lại thấy bảo anh này con nhà bác kia vừa mua được nhà Hà Nội. Đó thì thấy mọi người ở trong nhà ấy, rồi trong hàng xóm họ hàng đều là rất là ngưỡng mộ, cảm kích lắm. Em mới thấy bảo không hiểu là cái việc mua nhà đấy nó quan trọng như thế nào mà tại sao lại mỗi lần nghe một cái tin mà anh này lấy vợ trong xong 5-7 năm đấy, anh ấy mới ra trường có 10 năm thôi, ví dụ như khoảng 32-35 tuổi đã mua được một căn nhà Hà Nội rồi, thì lúc đấy em cũng thấy nó đã đặt ra một cái mục tiêu, nghĩa là mình cần phải sở hữu một cái nhà ở Hà Nội để làm một cái điều gì đó, cũng là một cái niềm tự hào cho bố mẹ và gia đình. Đó thì đó là cái em gọi là nghĩ lại cái kỷ niệm hồi ngày xưa. Tức là những cái rõ ràng là những cái kỷ niệm hồi bé nó là những cái động lực mà rất lớn để cho anh em mình phấn đấu sau này đúng không? Rõ ràng cái xuất phát điểm như thế nào nó không quan trọng, quan trọng là chúng ta cố gắng thế nào trong cái quãng đường phía sau. Đúng không ạ? Chứ còn anh nghĩ rằng có rất nhiều cái bạn mà sinh ra ở một cái nhà rất là giàu nhưng mà có thể cũng chưa chắc được tự tay mua căn nhà đầu tiên đâu, tức là tự kiếm tiền để mua căn nhà đầu tiên đâu, đúng không? Đấy, chưa chắc nó có cái cảm xúc không như vậy đâu. Không có cái trải nghiệm như vậy. Thế còn thì đấy là những căn nhà đầu tiên, những cái bất động sản đầu tiên em đầu tư và những căn nhà em mua cho bố mẹ. Anh nghĩ rằng từ lúc mà em nói đến cái nhà thì em toàn là nhiều về cho bố mẹ nhiều hơn. Thế bây giờ em đã nghĩ bao giờ cái việc mà em mua cái căn nhà riêng cho mình và xây dựng một cái cuộc sống riêng cho mình chưa? Ví dụ là lấy vợ, sinh con thì đã nghĩ về đấy chưa? Em cũng chia sẻ với anh cách đây khoảng hơn một năm trước là gần như em chưa bao giờ ý định đó. Tại vì lúc đấy thì em vẫn xác định đó là mình vẫn rất là ở một mình và mình cũng không có một cái nhu cầu gì quá lớn. Tại vì thời gian em dành cho công việc nó quá nhiều, ngôi nhà đúng là nơi đó là chỉ để ngủ và gọi là vệ sinh cá nhân, ăn uống ở bên ngoài rồi tất cả mọi sinh hoạt của mình ở công ty, ở quán cà phê cùng với đồng nghiệp, đối tác. Tuy nhiên đó là khoảng hơn một năm gần đây, cũng có thể là lúc đến cái tuổi của em rồi, thấy bạn bè thì cũng là ổn định hết, lập gia đình rồi, cũng có bạn thì vẫn đang thuê nhà nhưng cũng có rất nhiều bạn đã mua nhà. Thì đây em cũng khoảng một năm trở lại đây thì em mới thấy rằng đó là đã đến lúc mình cũng cần phải một cái nơi gì đó ổn định cho bản thân mình, cũng giống như cái câu mà lúc nãy em có nhắc đến là an cư với lạc nghiệp. Thế nên là em cũng có ý định kế hoạch là trong cái thời gian này là cũng triển khai là tìm hiểu một cái nơi phù hợp
để mà mình có thể cái tiêu chí của em tìm hiểu với một người 9x như em, mà sau khi đã mua nhà cho bố mẹ rồi, xong là bây giờ mình cũng đã có cái công việc rất là ổn định. Đấy, cũng có công việc ổn định và mình cũng có một cái phần tài chính, thì bây giờ em nghĩ rằng là rất nhiều người là sau khi lấy vợ xong mua nhà. Thế còn em đang tính là mua nhà trước xong lấy vợ. Đúng rồi, kế hoạch của em sẽ như thế. Ngày xưa thì em có quan điểm khác, ngày xưa đó là em quan điểm là lấy vợ xong rồi vợ làm ở đâu sẽ mua nhà gần đấy. Tại vì anh em mình rất là dễ, anh em mình làm bất động sản nên mình có thể chạy bất cứ nơi đâu, nhưng mà vợ thì rất là quan trọng vì bạn ấy phải tương đối là đi gần và có mai sau còn con cái, các cháu đi học đó, thì đó, lúc đấy ngày xưa em nghĩ thế. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì em bảo thế bây giờ thôi thì mình cứ ổn định lấy một chỗ đã, xong rồi đến khi lập gia đình có con thì tính tiếp, chứ không bây giờ cứ đợi thì cũng không biết đến bao giờ. Đúng rồi, tức là có nhà xong rồi lấy vợ dễ hơn à? Hay là như là em thì cũng không nghĩ là như vậy, tại vì là cũng rất nhiều bạn của em lấy vợ năm 7 năm trước cũng không chưa nhà đó. Vâng, nhưng mà em nghĩ đó là đến cái tuổi anh, đến cái tuổi là mình cần một cái nơi để mà mình cảm giác là sau khi về nhà ngoài việc công việc nó tương đối là áp lực thì mình cần một cái nơi mà mình nghĩ rằng nó là cảm thấy thư thái, thoải mái cho bản thân mình để thư giãn, để tiếp tục cho công việc. Thế bây giờ cái tiêu chí mà đang chọn nhà của em là như thế nào? Tiêu chí của em thì bao giờ cũng vậy, đó là đầu tiên thì nó cũng liên quan đến về cái khâu tiện ích. Khâu tiện ích đúng không? Tại vì là anh em mình, tại vì sao lại mọi người lại chọn ở chung cư thì nó có một số đặc điểm. Đó là ở chung cư thì được cái an ninh bảo vệ thì đa số là các chung cư cũng tương đối ok rồi. Tuy nhiên là tiện ích thì có chung cư có tốt, có nhiều, có chung cư thì lại chưa nhiều và là vận hành chưa tốt. Thế nên là cái quan tâm của em vẫn là cái việc khâu tiện ích. Thứ tiếp theo đó là của em liên quan đến khâu thiết kế. Em thì là một người rất là thích ở thoáng và căn nhà của em mong muốn phải đón được ánh sáng bình minh. Thế chính vì thế đó là em phải tìm được cái tòa nhà có tiện ích này, có cái thiết kế thoáng. Đó thì hiện tại em chia sẻ không giấu anh đó là em cũng đang ngắm một cái căn góc nó có ba mặt thoáng. Ở đâu? Ở khu Hà Đông. Không phải dự án của Vin. Dạ không phải dự án của Vin. Tại vì là Vin đấy, đấy là các cái tiêu chí của em. Dự án của Vin thì đảm bảo được các tiêu chí kia, nhưng mà dự án này thì cho em một cái tiêu chí nữa. Đó là như lúc nãy em còn nói là bán anh em xa mua láng giềng gần ấy. Thì ở đây thì em đang có mấy rất nhiều anh chị em tương đối thân trong ngành đang ở đây, thì mẹ em thì hay là ốm. Nên là khi mà em không có nhà thì có thể còn mình còn nhờ vả được, hoặc là những lúc mà anh em mình đi công tác tỉnh hay là gì đó. Thế có phải ở gần đấy là có một cô bạn gái không? Gần đấy thì có mấy em thôi, mấy anh thôi. Đấy, tức là chúng ta thấy rằng là ngay từ đầu khi mà Dũng chia sẻ đến tận bây giờ mà tôi vẫn chưa thấy được chọn cái tiêu chí nào là gọi là cho mình nhiều cả. Đầu tiên là cho bố mẹ này, thế xong là bây giờ chọn một cái ngôi nhà mới thì cũng gần bạn bè nhiều hơn. Thế tiêu chí đặt ra thì tức là em là đang vẫn sẽ là một chung cư tiếp đúng không? Vâng, em sẽ vẫn là một chung cư. Tại vì quan điểm của em đó là thứ nhất là mình cũng không có đủ tài chính và chưa đến cái có đủ khả năng để mình mua một căn thấp tầng ở trong một cái dự án. Còn mới mua nhà mặt đất kiểu trong ngõ thì em là không thích. Tại vì em không đỗ được xe và nó rất là nhiều cái về cuộc sống nó không ổn. Chính vì thế là em vẫn tiêu chí là mua cái chung cư, vì nguyên nhân thứ hai nữa là cái việc khi ở chung cư trên cùng một mặt sàn, cái việc gắn kết tình cảm gia đình nó sẽ dễ hơn. Nếu như mua ở một tầng, giả dụ như em về phát em ăn cơm xong em lại lên phòng em làm việc, nhiều khi mình cũng không ra phòng khách làm gì. Cái chung cư là đó, thế nên là em thấy điều đó thì nó sẽ tốt hơn với cái nhu cầu mong muốn của em hiện tại. Chung cư nó tiện lợi hơn như vậy, là đặc biệt anh em còn trẻ nữa thì sau khi kể cả con, sau khi mà lấy vợ sinh con xong thì chúng ta có gần cái rõ ràng chúng ta có khoảng cách gần và chúng ta có nhiều thời gian dành cho con nhiều hơn. Dạ vâng. Đúng không ạ? Thì đấy là cái căn nhà mà tiếp theo em muốn mua. Thì ngoài ra thì em có muốn sở hữu, mong muốn sở hữu bất động sản nào nữa không? Ví dụ như bây giờ là những cái kiểu như mô hình farm tây, condotel hoặc là vân vân vân, thì em đang nghĩ chuyện sở hữu như thế nào? Về cái đấy thì em cũng chia sẻ với anh đó là em thì cũng có một cái gọi là ước mơ. Bình thường các bạn trẻ khác thì sẽ là muốn gọi là các biệt thự, siêu biệt thự hay là lâu đài. Lâu đài, nhưng mà đối với em thì em thực tế là em cũng không thích về điều đó. Em chỉ thích một cái ngôi nhà nó tương đối là đơn giản thôi. Tuy nhiên là em cũng mong muốn là trong tương lai khi mà em mọi thứ công việc ổn định với cái nguồn thu nhập của mình ok, mình không phải quá áp lực về gọi là tài chính, tiền bạc nữa, thì em cũng sẽ tính mua một cái khu đất nào đấy quanh quanh Hà Nội. Và tầm khoảng bao nhiêu hắt? Cái đấy thì tùy vào khả năng lúc đấy ạ. Và tiêu chí của em là em rất muốn nó là trồng những cái cây thuốc. Và trong tương lai về già thì em rất là muốn nó là mình sẽ học về cái kiểu ngành thuốc nam, thuốc bắc ạ. Có những cái cây thuốc, những cái bệnh phổ thông gì đó thì mình hoàn toàn thể gọi là biết và chia sẻ với mọi người. Rồi mình cũng có thể trồng và có thể cho tặng mọi người được. Giống kiểu cái mô hình farm tây bây giờ mọi người thích trồng rau, trồng quả, trồng cà chua thì em thích trồng thuốc ấy à? Kiểu như vậy ạ. Kiểu là tại vì ai cũng thế, đến một cái ngưỡng nào đấy thì cũng cần một cái không gian là thoáng, rộng và yên tĩnh. Thì đó là cái mà em nghĩ rằng gọi là chắc là độ 50-60 tuổi. Chắc là rất là lâu nữa. Cái công việc hiện tại của em thì anh biết rằng là trước đây là em làm ở mô hình bên ngoài, tức là các đại lý bán hàng bên ngoài, và sau này gần đây nhất em vào Vin làm, tức là bây giờ là người của Vinhome, của đại lý Vinhome. Thì cái nghề thì nó có khác nhau không em?
Tức là bây giờ thì nó khác nhau, em có thể chia sẻ. Em thấy cũng khác khá là nhiều ấy. Ngày xưa thì khi bọn em là đại lý thì em cũng là giám đốc một đại lý bán hàng các sản phẩm của Vingroup ở thị trường Hà Nội. Thì ngày xưa thì về mô hình đại lý thì tương đối là đông, và mọi người thì mỗi người theo một cái cách làm trường phái khác nhau, triển khai rồi những cái nội quy quy định thì thực tế là cũng chưa có như Vin hiện tại. Thì anh biết đó là Vingroup phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay là phần lớn nhờ vào cái tính kỷ luật, tính thượng tôn pháp luật của Vingroup. Chính vì thế là khi bọn em triển khai tham gia trong thời gian gần đây thì bọn em hiểu rằng đó là Vingroup lớn mạnh như này, tất cả đều dựa trên nội quy quy định để mà triển khai. Chính vì thế là khi bọn em mới đầu ấy, thì đâu đó những cái bạn khác thì cũng thấy là tương đối áp lực. Tuy nhiên là em thì là một người tương đối là kỷ luật, nên là em vào thì em cũng thấy rất là bình thường. Cộng với ngày xưa thì từ hồi em làm đại lý thì em cũng có cái cơ hội và em cũng rất là hay tương tác với các anh chị trong chủ đầu tư. Thế nên là khi em về làm đấy thì em giống như kiểu mình về lại cái công ty ngày xưa của mình thôi. Nên là em thì đối với cá nhân em thì cái sự khác biệt chưa nhiều. Nhưng đối với các anh em chuyên viên kinh doanh khác thì càng ngày Vingroup càng yêu cầu anh em là phải tham gia nhiều chương trình đào tạo, nâng cao những cái kiến thức, kỹ năng. Như bọn em thì hàng ngày ở cấp quản lý thì là bọn em ngoài việc học online này, bọn em phải học offline, tham gia đào tạo. Nghĩa là bọn em ngoài chỉ tiêu học nhé, bọn em còn chỉ tiêu giảng dạy cho các bạn nhân sự trong phòng mình, thậm chí là cả các phòng khác. Đó, thì em thấy đó là Vingroup là một cái nơi mà có thể giúp cho mọi người phát triển, tương đối là áp lực nhưng đổi lại thì sẽ giúp cho mình kỷ luật hơn, con người mình càng ngày càng lớn hơn, tốt hơn, phát triển hơn. Rõ ràng là cái người em của tôi ngày trước, 7 năm trước bây giờ nó hoàn toàn khác với người em của tôi bây giờ. Tức là bây giờ thì ngày trước thì tôi có thể bạn ấy nhờ tôi chia sẻ, nhưng bây giờ thì chắc là tôi thì không thể chia sẻ với bạn ấy nhiều nữa. Thì cái mô hình nó khác nhau. À, như Dũng thì rất là mạnh về kỷ luật, chứ tôi thì tôi không được như thế. Ở cái độ tuổi mà 30 tuổi, anh nghĩ rằng là rất nhiều các bạn tầm tuổi em bắt đầu có sự nghiệp và bắt đầu nghĩ đến việc mua nhà. Đấy, thì không biết là em có cái lời khuyên nào cho các bạn khi mua nhà thì cần lưu ý những cái điều gì không? Với các bạn trẻ nói chung thì em có mấy cái lưu ý cho các bạn. Đầu tiên đó là khi các bạn xác định mua cái căn hộ ấy, thì đầu tiên là các bạn phải xác định cái khoanh vùng khu vực. Khu vực đấy, một đó là tiện cho bạn đi làm, hay là tiện cho vợ bạn, hay là con cái các bạn học. Nghĩa là trong một cái khoảng bán kính nào đấy mà đủ phù hợp. Thứ hai đó là sau khi mà khoanh vùng được điều đấy thì thứ hai là mình sẽ phải khoanh vùng các cái dự án mà trong tầm tài chính mình nghĩ rằng đó là mình sẽ định mua. Đó, em lấy ví dụ là mình sẽ định mua đó là khoảng tầm 1 tỷ rưỡi, 2 tỷ hay là 3, 4 tỷ hay gì đó. Thì mình bắt đầu khoanh vùng từ cái tầm tài chính đó. Thế đến yếu tố thứ ba đó là mình bắt đầu đi lựa chọn. Lựa chọn thì khi mà đến lựa chọn đi chi tiết hơn ấy, thì một số các yếu tố đó là liên quan đến chủ đầu tư. Phải tương đối là uy tín, triển khai các cái dự án về tương đối là ổn. Là tránh trường hợp đó là một số chủ đầu tư đó sau khi nhận tiền khách hàng rồi lại không tiến hành xây dựng, hoặc là xây dựng xong về bàn giao để tiện ích lại không có, hoặc là không đồng bộ, thì đó là những cái lưu ý. Cái tiếp theo nữa đó là một là liên quan đến việc lưu ý vay ngân hàng. Lời khuyên của em đó là với những anh chị khách hàng nếu như đã có khoảng tầm 50% số vốn tự có thì cái việc vay tương đối là tự tin. Còn nếu như mà anh chị em có dưới 50% thì phải cân đối dòng tiền. Nếu như trừ đi tiền gốc và lãi vay hàng tháng, phải còn lại một số tiền đảm bảo chi tiêu cho cuộc sống của mình thì mình mới vay quá 50%. Còn nếu không thì sẽ rất là khó, tại vì là em cũng đã từng ở một cái trường hợp tư vấn cho các anh chị khách hàng, đó là họ rất là máu mua, cái cảm xúc mua nhà họ rất là muốn sở hữu một cái nhà để có một cái tài sản của cá nhân mình. Tuy nhiên là cái tài chính hiện tại thì lại chưa đủ. Nên là em có lời khuyên cho anh chị đây, anh chị cứ tích lũy thêm một thời gian nữa, ví dụ như một tháng, vài tháng nữa, hoặc là đến cuối năm có tiền thưởng hoặc là tiền công ty về nhiều hơn, lúc đấy tầm tài chính, hoặc là huy động thêm từ anh chị em bạn bè họ hàng để có thể vay với không lãi suất. Thế vậy mình tiến hành mình mua thì nó sẽ đảm bảo hơn. Thì đó là những cái lưu ý của em đối với cả anh chị mà mới mua căn hộ đầu tiên. Một cái câu hỏi cuối cùng nữa là với bây giờ cái nghề môi giới cũng là cái nghề mà rất thu hút rất nhiều các bạn trẻ tham gia. Thì em cũng là cái người mà làm từ bên ngoài và đi lên từ thời kỳ đầu của bất động sản, thời kỳ đầu của chu kỳ mới này, từ 23 này, và đặc biệt là bây giờ làm trong một cái chủ tư rất là uy tín nữa, thì em có lời khuyên như thế nào đến các bạn trẻ mà bắt đầu làm những bất động sản thì cần những cái lưu ý như thế nào? Cái lời khuyên của em dành cho các bạn mà mới mong muốn làm bất động sản ấy, thì bây giờ nó sẽ có hai luồng suy nghĩ. Một là thời điểm này là dịch bệnh khó khăn và thị trường thì không có ai bảo là đây là thị trường đang rất tốt, phải khẳng định như thế. Thị trường em phải chia sẻ với anh đó là đang là diện khó khăn. Thì nó sẽ xảy ra hai cái luồng suy nghĩ. Một người thì nghĩ rằng bây giờ khó khăn như thế này thì mình vào thì mình làm sao mình làm được. Cũng là một suy nghĩ. Còn suy nghĩ thứ hai là suy nghĩ của em ngày xưa. Lúc em tìm hiểu bất động sản đó là giữa 2013. Lúc đấy gọi là thời kỳ trầm lắng nhất của cái chu kỳ đó. Đúng rồi. Thì lúc đấy em mới đặt ra suy nghĩ là làm bất động sản không phải dễ, mà mình cần phải tích lũy thời gian, kinh nghiệm với con vốn kiến thức. Thì em đặt ra mục tiêu cho mình đó là trong một năm thì mình mới bán được một cái căn nhà đầu tiên. Thế nên là em bảo là 2013 đang rất là trầm lắng như thế này, và các chuyên gia dự báo như bác Đặng Hùng Võ hoặc là nguyên thứ trưởng
Nguyễn Trần Nam đều dự báo là giữa cuối 2014 thị trường ấm trở lại. Thì lúc đấy em mới ra một cái quyết định, à khoảng tầm gần một năm nữa thị trường ấm trở lại thì mình phải tham gia ngay từ bây giờ. Thì mình luôn có kinh nghiệm đúng không? Đúng rồi, trong thời gian đấy mình học hỏi kinh nghiệm. Chính vì thế là lời khuyên của em dành cho các bạn trẻ bây giờ thì nó cũng rất là khó, tại vì nó có hai luồng suy nghĩ, nó dẫn đến hai hành động khác nhau. Các bạn có thể join và tham gia ngay từ bây giờ cũng được. Tuy nhiên đó là các bạn cần phải xác định rõ đó là rất là khó khăn và vào không phải kiếm được tiền ngay đâu, mà vào phải trải qua quá trình học này, nâng cấp bản thân từ kiến thức, cái kỹ năng, những cái kiến thức bất động sản. Sau đó thì đến khi mà có giao dịch thì là một cái điều may mắn. Còn một số anh chị em khác bảo thôi, thế thì đợi đến lúc nào ấm thì lúc đấy quay lại cũng được, thì cũng nói là một cái suy nghĩ đúng. Đúng rồi. Tuy nhiên là lúc đấy thì những cái sự học hỏi của các bạn lại phải nhanh hơn thị trường, thì lúc đấy mới bắt kịp. Thế nên đó là nếu như em có lời khuyên cho các bạn tham gia bây giờ thì phải là một con người đó là chấp nhận hy sinh, dám đánh đổi thời gian, công sức, thậm chí là những mối quan hệ bên ngoài để mà dành thời gian cho công việc, thì mới có hy vọng để mà triển khai bán bất động sản tốt thời gian này được. Ok, rất là cảm ơn Dũng đã nhận lời tham gia chương trình Căn Nhà Đầu Tiên ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay chúng ta đã cùng nói chuyện, trò chuyện với Dũng, thì nó có rất nhiều cái thứ mà anh thấy rằng là bản thân anh và các bạn, các anh chị đang xem video học hỏi được. Thì đầu tiên là những cái quyết định mua nhà đầu tiên của em là dành cho bố mẹ. Đấy, thứ hai nữa là em là người trẻ nhưng mà cái việc mà rất là quyết liệt. Đấy, làm việc đến tận bây giờ khi mà anh nghĩ rằng là em cũng không phải là người chưa có gì và có gì rồi, mà em vẫn làm rất quyết liệt và làm thậm chí hơn cả anh bây giờ, nên là anh cảm thấy xấu hổ quá. Cái thứ ba nữa là em làm cái gì em cũng có sự chuẩn bị thì phải, đúng không ạ? Em bây giờ có cái kế hoạch và chuẩn bị rất là rõ ràng, đúng không ạ? Thì anh nghĩ rằng là cái công việc của em sẽ còn tiến xa nữa, đây là điều anh mong muốn, và sau này thì đừng quên anh. Rất là cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi chương trình Căn Nhà Đầu Tiên số thứ hai với khách mời là Ngô Quốc Dũng. Lúc đầu là tôi giả vờ đi thôi, chứ còn tôi thì lạ gì, nên là anh chị đừng có comment chửi bới là tôi nhầm tên khách mời, đúng không ạ? Đấy, thì không biết là Dũng có lời nói nào muốn chia sẻ với lời cuối cùng nào muốn chia sẻ với các khán giả của Căn Nhà Đầu Tiên ạ? Vâng, thì cũng là cuối cùng thì cũng chia sẻ với tất cả anh chị đang xem cái video ngày hôm nay, đó là nếu như anh chị mà đang trong cái diện mà đang có nhu cầu quan tâm đến bất động sản thì thời điểm hiện tại cũng là một cái thời điểm tương đối phù hợp với những cái bất động sản để ở, để anh chị có những cái quyết định đặt mua. Tại vì hiện tại thì các chủ đầu tư có những nhiều chương trình ưu đãi, những cái chính sách bán hàng tương đối tốt. Nếu như anh chị thì đang vẫn trong cái quá trình chuẩn bị tài chính thì có lẽ là anh chị vẫn nên dành thời gian để tìm hiểu thêm. Từ nay đến cuối năm thì mình nghĩ rằng cũng sẽ có rất nhiều các cái chủ đầu tư, những dự án hấp dẫn để anh chị có thể ra những quyết định đặt mua. Và trước mỗi quyết định đặt mua thì lời khuyên của mình đó là anh chị hãy nên tìm hiểu một cách rất là kỹ, thậm chí là tìm hiểu qua 2-3 sale, tại vì mỗi sale sẽ có một cái phương án tài chính rồi phương án căn hộ khác nhau. Tuy nhiên là sau đó thì anh chị sẽ chọn được cái phương án phù hợp nhất, tránh trường hợp đó là đặt cọc rồi đặt mua quá nhanh, đến sau đó thì mình phải trả giá vì căn hộ không phù hợp, hoặc là tài chính quá đuối, hoặc là tiến độ thanh toán quá gấp. Đó, cảm ơn các anh chị ạ. Rồi, rất là cảm ơn Dũng một lần nữa. Khi các bạn đang xem, nếu mà có bất cứ một cái bình luận, một cái câu hỏi nào, thắc mắc nào thì có thể comment xuống phía dưới. Tôi rất là vui lòng cùng với Dũng có thể trả lời quý các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý bạn trong các số tiếp theo. Xin chào.